ông vui dữ trời. Ui. Cảnh sát đứng bên kia nữa kìa. Ôi rồi. Từ nãy chạy xe ra ngoài đi, để đây họ mất không bị lụm. Các bạn đó, khóa xe lại chứ vậy. Sao cái dù cái này nó cứ đi theo con mày vậy? Chứ hồi nãy thì đổ xăng nó bị gì đó. Có đâu đổ đâu. Mà đồng chí có biết bánh tù thì không? Biết đi. Làm cái gì chứ? Ê, chào làm không? Một cái chứ, một cái thôi nha. Một cái thôi, nó còn đúng một dĩa khô bò. Ủa hết dĩa khô bò đúng rồi, bây giờ chỉ còn có trà sữa thôi. Hai ly trà sữa đi. Dạ, yeah, vô. Có rượu nè, con có đem theo rượu nữa. Rượu giải chị chép nữa. Ví dụ mà ngõ thắng thì lại chỉ cần chung cho ngõ trà sữa thôi. Còn nếu mà lý thắng thì ngõ sẽ tặng lý rượu uống xả xịt chết chơi. Chơi luôn. Vô. Bánh tù tì. Rồi nha. Có cần đếm không? Ngon. Ôi, một dáng thôi, một dáng thôi. Một dáng thôi. Cảm ơn đồng chí nhiều. Còn nước uống không vậy? Á à, Kiều làm thử không? Sao cho con thử? Đây. Nó lạ lắm. Sống gì mà cả trà cả ngô. Ngon, ngon, ngon. Ok. Ghê vậy? Khó chịu thiệt. Nhìn ông già thắng khó chịu thiệt chứ. Thật ra là cái này có... Thôi cái này thì quánh tù tì là công bằng nhất rồi. Rồi. Khó chịu thiệt. Ôi chú mẹ ơi. Không có giỡn được với ngọ đâu, không có giỡn được với ngọ đâu. Cái trò gì mới là ngọ cũng nắm hết. Chú bảy. À sao? Con mới nghe được một thông tin đó. Là cũng như vậy á. Là được 6.000 trong vòng 15 phút. 15 phút 6.000, uầy, thiệt hả bông? Dạ. Trong một lần 15 phút là được 6.000 hả? Đúng. Đó. Nếu mà lắm á. Chứ hả? Là 1 tiếng được 24.000, đúng không? Thèm gì á, bóng đâu có thèm bán bánh nữa. Ô kìa. Mắc cả đồ bánh lên đây hết sạch á. Có kìa mộng. Con mua hết rồi, con còn tiếp lắm. Còn bao nhiêu cây kem? Còn 14 cây. Vậy bây giờ quánh tù tì đi. Nếu mà ngõ thương mua... Không. Mua 14 cây đó với giá 28 cây. Ê, không. Nhưng mà cây này cây của con. Còn... bảo nhân viên ấy, chúng ta mời nhân viên cho được kìa. Thì là kem của A Bóng ngồi mới quảnh phù tỷ với A Bóng chứ. Một bán thử nha. Rồi. Thôi bây giờ có 4 cây lẻ đúng không? Giờ chơi 4 cây đi. Vô. Đúng rồi, chờ phải chụp. Rồi. Thôi đây. Quề nha. Rồi. Lại nè. Con đi bỏ phân nữa chú ơi. Trời ơi, không vụ được rồi. Người ta bận làm việc lắm, ai chơi chú Bảy không. Thôi để người ta làm việc đi. Thằng nào quen vậy chú Bảy? Ủa sao nó lên đây chi vậy? Hả sao anh quánh tù tì không? Mọi người hối hả quá. Quánh tù tì không? Quánh tù tì? Làm dáng ngàn chơi, làm dáng ngàn chơi. Ngàn ít quan trọng. Cạo đầu đi. Mới tôi thì cạo đầu đi. Cạo đầu luôn. Chơi không? Được. Chơi. Vô. Vô. Cạo bò mấy nè, bò mấy đã từ từ hỏi đã. Bò ba đi. Bò ba gì? Ok. Vậy rồi đi. Chó gì? Cái tóc liền màu xanh hơi lâu mà, rồi đó. Nhưng mà là một tuần nha. Là để đầu trong một tuần nha. Wow. Ừ. Căng vậy. Một tuần đó. Vậy là hoài cũng tính là một đúng không? Là một trận đúng không? Đúng rồi, BO3 mà, một đều. Ôi ôi.
đang nói chuyện luôn. Mái tóc này vẫn còn xanh lắm. Đây rồi. Dạ. Huệ là Huệ đúng không? Huệ. Dạ. Không, Huệ thì là sao lại Huệ? Ủa vậy là chạm 3 thắng mà. Tức là chạm 3 mà. À chạm bé đồng kia thì chạm 2. Ủa bêu 3 xìm xầm là phải ăn được 3 lần chứ đúng không? Không, nhưng mà chạm 3 thôi. Nói chung là chỉ bêu 3 là 3 gián mà. Thôi không hiểu. Bo 3 thắng 2 đi. Rồi. Không tính hòa. Rồi 1 đều rồi. Cái gì là 1 đều? 1-0. Mất hồn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Dễ quá. Thế này là 1-0 mà đúng không? 2-0. Dễ quá. Thôi đi. Thôi, mình ra xe đi, Thôi bây giờ mình làm lại cái đi. Mình làm lại cái đi. Chưa hiểu lộn. Có chị nào trên tên bắp cải đây không ạ? Chưa hiểu luật. Có nguyên cái PC3 trên này nè. Một cái thôi. Có chị nào... Em có cạo đầu được không? Okay. Chưa. Chú Bảy. Cạo đầu chú Bảy đúng không? Làm lại đi. Cái này nó xong việc rồi, mái tóc này nó còn xanh lắm. Thôi làm lại đi, chưa hiểu luật. Chú Bảy thua rồi. Chưa hiểu luật. Hiểu luật rồi đó, bây giờ là hiểu rồi đó. Chú Bảy giỏi vậy. Bây giờ là hiểu rồi đó. Banh chành luôn. Nhưng mà cả đâu khi nào, cả đâu tháng sao mọc lại hả? Một tuần chết rồi, ai mà nhận ra rồi sao cạo đầu một tuần luôn. Thôi đi luôn, để con chở chú về chú cạo luôn nè. Thôi đi chồng đi. Bữa ngày cũng được mà. Không cạo liền, không phải cạo luôn cho nóng. À đúng rồi. Để lâu luôn nguội đó. Có ai ở nhà ai? Đúng rồi, có ai ở thành phố không vậy? Có, bây giờ chị chạy về nè, chị chồng có mấy cây à. Thôi chị đi. Nghe nhẹ nó nào nó được. Má xoài vậy ta. Đi với bảy ôm. Con biết có mấy cái hình xăm mà nó xăm thẳng lên đầu đẹp lắm. Thôi bây giờ cho một dáng nữa gỡ đi. Nếu mà ngõ thua là cạo luôn ở dưới. Dưới không cần cạo đâu. Ai ngắm cạo dưới? Chơi lớn luôn đi. Cạo dưới ai ngắm? Thiệt hại dưới trời. Mấy khi giờ có ai chạy về không? Có chạy về đó, có chị Thi chạy về, cô chỉ quẩy về đi. Ok. A few minutes later. Tới rồi. Quẩy đi. Sao tới nhanh vậy? Làm liền, dịch vụ tốt. Chú ngồi đi. Rồi, bây giờ chú trước khi mà chú cắt, chú có lời gì tuyên thệ không? Chú có giờ lời gì nói không? Thôi, thua rồi, phải chịu thôi chứ. Chú chơi có chịu, tuần sau làm lại. Tuần sau mình để luôn thêm hả? Một tuần nữa. Đúng rồi, one week. Là one week là tính tới chủ nhật ở đâu, hôm nay thứ hai rồi. Đúng rồi ạ, thứ hai tuần sau ạ. Nào, rồi đâu nhưng mà con nói chú là chú già rồi, chú cẩn thận là nó tóc nó mọc lâu quá nha. Tóc nó mọc là chú phải ăn uống đầy đủ vô nó mới mọc đó. Thì bây giờ sang tuần sau chắc nó cũng chỉ được 3 phân rồi. Không, 3 phân thì hơi dài, cao tầm 1 phân. Không, hình như con hình dung được cái tóc chỉa của chú sau 1 tuần rồi. Rồi, em khởi động rồi nè, chú sẵn sàng nha. Cái gì vậy? Cái máy tẩy ác quá vậy? Sao đơ ác vậy? Sao mình không cạo bằng keo cho nó lâu chút được
Dạ thôi mình phải đi 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 liền 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 luôn chứ. Mình từ từ thành thành phẩm được không chị? Mát rồi, nó vậy. Thấy mát rồi, nó thấy mát chú, rồi mát đó rồi. Chú để phải để con bôi thêm cái nước bò vô đầu cho nó khỏi bị mập ra. Chết rồi chú ơi, vì cái mặt chú nó già mập lộn quá trộm. Chú ơi, cái mỡ bò chứ làm cái gì mà cứ bò. Cái đó là mỡ trăng mày ơi. À mỡ trăng. Rồi đó. Sao? Sophie, 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 chú. Má, không tin tưởng được hả? Chính là nó. Là nó. Để Sophie. Trò chơi này thiệt hại quá. Hai chú ơi, chú sấy tóc không chú? Để chụp hình lại. Hai chú còn đâu mà sấy. Dạ, Lý đừng có. À, Lý. Rồi. Ra, mày cười mà cái mặt mày nó đăm chiêu vậy đi ra. Mát quá. Chú ơi con cười chột mắt con luôn rồi nè. Thầy ông nội. Thầy ông nội. Ê, chết rồi giống. Ê, cái gì vậy? Rồi. Không phải đổi cái áo màu nâu nữa thì mới được. Giống gì không? Mà giống sao mà giống được? Đúng rồi, ê, chơi kèo kẹo rau đi. Mà bây giờ chú chơi kèo gọi là đổi cái rau, màu rau cũng được. Bây giờ chú đổi cái màu rau, chú lấy tóc nó đi. Đổi, đổi màu không, đổi màu râu thì giờ chỉ chơi màu bỏ, tóc hả? Bỏ make up với cả đổi màu râu thôi. Rau. Nào, có mà... muốn đặt bộ râu cuối, những cọng lông cuối cùng trên mặt mình còn lại không? Bây giờ là đổi bộ râu lấy cái make up đúng không? Con make up cho nó banh chành luôn chú yên tâm. Ừ. Đúng không? Con make up nữ cho nó luôn. Trời luôn. Trời ơi luôn. Trời luôn. Nào bây giờ là bo mấy này? Hồi đúng một dáng rồi chứ bo bo. Bo bo không biết à, bo bo không biết. Một ván duy nhất đi. Không không bây giờ ai ba trước nữa thắng. Ai ba trước. Đúng rồi, bọn con làm trọng tài cho. Từ xét luật xong đấy. Thôi đúng một điểm thôi chứ. Một ván duy nhất đi. Bo bo nó chống mặt lắm. Thôi bo đi, bo nó mới gọi là nó mới gây cấn chứ. Bo ba đi, bo ba. Bộ râu của mình bo ba là thắng hai đúng không? Đúng rồi. Bo ba là thắng hai. Rồi ok. Thằng hai hòa không tính. Rồi. Đúng rồi. Rồi. Chưa? Chết rồi, suy nghĩ rồi. Thẳng chắc rồi. Quảng đồ tì ra cái gì? Hết chưa? Hết chưa? Một. Chưa chưa bảy. Ôi, ăn đồ tì mà mừng như là lá banh luôn á. Suy nghĩ. Ơi, mình làm giống như mỗi người nghe không? Ai thắng? Chị Cường. Vô. Chị Cường. Ôi giờ vẫn cho đặt hả? Cho chị Cường chú bảy thắng. Còn lại em ba số. Ok. Rồi. Quậy. Mọi nghe em ơi. Gửi em chị. Lý phải làm sao mà cái mặt của nó hoành tráng lên nó. Chú để cho con tự do sáng tác đúng không chú? Đúng rồi. Để thôi bạn ơi. Trời ơi, đâu có dễ đâu. Rồi chuyển luôn nha 10.000. Sao mình okay. Sao mình lại tiếp tục cái kèo này vậy ta? Ui trời đau. Không có tóc là... đâu. Cái không có đau á. Lại. Cái make up nó còn kinh khủng hơn đó nha. Hồi hộp quá. Hình như là kèo này 2 tuần thì phải. Kèo một tuần. Nào kèo nào 2 tuần. Không nói. Ừ. Chị mặc dù đã không gặp nhau nhiều ấy, em vẫn biết là không? Chúng ta trước chúng ta sẽ có một cái tình cảm gì đấy đúng không? Không có tình cảm gì đó, không có tình cảm gì. Đừng kỳ cũng có cái thương nữa đâu. Vô tay chị là chết mày rồi. Chết rồi cái gì? Chú ơi, chú Bảy muốn nó men hay là nữ tính ạ? Nữ men, nữ tính. Không, cái nào mà lại làm mà thấy nó tới một chuyện với người làm thôi. Nó tin vô cái tai nghề của lý. Chị ơi, một tuần nữa. Ồ, một tuần luôn á.
một tuần luôn. À Nguyên, Nguyên nhúc nhích lên trên luôn cái bộ râu đó. Nguyên trời, cái bộ make up đó là dám cá cược mà cũng ghê gớm lắm đó chứ. Ngồi xuống. Ủa không ngồi được. Không sao, không sao. Để là được rồi. Lâu lâu rồi nó hay bị gì đó. Trang điểm đứng đây, đứng trang điểm này. Sao em thấy chị, em thấy chị chấm phấn nhiều quá vậy? Trang điểm một tuần mà. Nếu mà trang điểm xong mà tóc phải son không có thì sao nhỉ? Trời ơi thôi, con Kiều này mới án này, nó ngồi nó đốc thuốc cho hai chúng cháu. Hứ gì đó, nó đứng cửa giữa đó. Ông già có thấy cái gì sai sai không đã? Trời, make up nè. Wow, hấp dẫn nè, thành phẩm. Tôi không dám nhìn nữa. Không dám nhìn luôn á. Đâu, thành phẩm thôi. Mắc cười lắm. Ý là đối với con thì con thấy là vẫn đẹp nhưng mà... Con nhắm mắt rồi đấy. Ê, đừng sai hành động, hành động của chừng nó bị mất ấy. Ủa? Make up gì mà giống như xong vậy? Ui. Con nhắm mắt rồi đó, con không biết gì đâu. Xong trưng bài lắm mà. Quậy. Đâu vậy bà coi nha Son, ngồi chưa thấy. Oh! Ew! Dude! What the f***? Em rồi có hơi quá tay không? Trời ơi. Cái mặt đó kìa. À, nhưng mà con phải giải thích là con chỉ xăm cái chân mày với lại gỡ make up rồi cái mặt nó vậy rồi. Cái sơn sơn thêm cái màu râu. Ê bây giờ Lị ra đây Lị coi cái xe hồi nãy của ngọ đi. Cái xe màu xanh. Lị chạy luôn. Kêu bà Son đưa cái mặt vô coi có giống cái xe không. Chán luôn á kìa. Cái cầm này là bánh xe nha. Đó là bánh rồi. Được, mời điểm. Rồi, hai chú cháu cho xin tiền gỡ makeup với lại cạo đầu. Ok, cạo đầu hết nhiêu vậy? Dạ, cạo đầu thôi, cái này chứ lấy vô hay lấy mỗi người 1.500 thôi. Đây, okay. Để em tính tiền. Rồi, vậy cho A Kiều tính đi. Đây. Rồi, viết hóa đơn cho em phải không? A Kiều làm trọng tài, A Kiều trả tiền. Ủa thì A Kiều bay mất 10.000 hả? Trời ơi. Không sao, vui mà. Để ngồi nhìn kỹ lại coi A Son. Rồi, A Kiều nhận chưa? Dạ, không tin được luôn á. Nhưng mà sao tự nhiên đừng có bẹt cái mặt ra nữa. Đừng có chệt bẹt cái mặt ra. Nhìn em có vui không? Nhìn em có vui không? Ôi, thấy em lạ mà. Bây giờ như này ra mọi người kiểu bất ngờ gì em gỡ makeup ra không? Nó là liền cạo luôn không? Cái chân mày ra luôn. Cạo mất tiêu chân mày giống Mona Lisa luôn. Trước khi chú Bảy cười, chú Bảy nhìn lại cái đầu chú Bảy nè. Ê, đừng có chạo vô nỗi đau nữa. Ok. Từ lại mọi người vô làm tắm nè. Ok, đứng gần á, coi chừng nó bị cắt á. Cái mặt anh Son khó chịu thiệt á. Em cắt mất như vậy rồi. Được, đẹp. Một đêm kinh hoàng đi chứ. Ủa, chú mày bị gì sao mình lại chơi cái kiểu này vậy ta? Không biết nữa, đi chú mày. Còn chú mày. Không sao đâu. Như thầy ở kia bị tâm linh, chú mất cái đầu gì. Không sao đâu, che cái đầu chùa là được rồi. Bây giờ phải tốn tiền đi mua cái nón nữa. Ủa, cái nón rồi hả chú? Không, là cái khăn á, cái khăn quấn đầu thôi à. Cái khăn quấn đầu nó ghê lắm. Ừ, cái khăn của A Phong đó. Chơi vui nhưng con đi đây. Ok, đi chồng trọt tiếp đi. Chị. Đi qua coi coi có ai bán quần áo không? Có TJ á, mà TJ như nãy lên trên nãy rồi đã gọi thử. Đi thôi A Son đẹp trai. Nhìn Lý với chiếc xe có khác gì nhau không A Son? Chút nữa về ngồi tặng chiếc này cho Lý luôn. Quá trời lớn, chị không biết nữa hả? Mình win cái kèo này sao mình chơi tiếp vậy?
Ý, xe điện luôn nè. Ủa phải. Em đang đâu vậy? Em về chưa? Em về chưa? Có bán quần áo không? Giờ rút quần áo rồi, không rút. Ok, ok, để chị qua lửa cho em về nha. Qua lửa kiếm cá mà che cái đầu, trời ơi. Ngon. Cái này bao nhiêu tiền vậy? Áo chắc là 2.500 ạ. 2.500 à? Một áo có cả không ạ? Đúng rồi, một áo rồi. Thật ra nó là cái mũ trùm đầu đó. Giống bây giờ nhìn đằng sau giống bà già quá. May là cho chú 7 con trùm đầu á. Anh Sơn mà đóng cho trùm mới mệt á. Đây rồi, thanh toán rồi. Không. Thấy thế chùm đầu đó còn trông nó còn phèn mọn hơn là cái đầu chọc đó. Thế nên mới cho đẻ đó. Rồi đi. Một tuần sau mới tháo được cái bao này ra. Cái này cái bao mà. Anh yêu thật sự. Trông giống cái bao quy đầu đó. Cái gì mà bao quy đầu. Thế thì mới cho đẻ chứ. Rồi cho 7 phone SD mua 7. Lý có muốn chơi không? Lý có muốn chơi không? Chơi gì đấy ạ? À? Mình làm dáng quảnh tù tì là mất tiêu cái tóc luôn. Kìa, Ason á, chơi với Ason. Ason nó còn cái đó, bộ tóc. Để lụm luôn bộ tóc của nó. Hôm nay là nó mất luôn cái mặt của nó rồi, thấy chưa? Chỗ vừa mọc tóc. Không có gì mọc tóc luôn à. Chơi đúng ta. Quốc, BO3, BO3. Thôi, hôm nay là mất mát thế là quá đủ rồi. Không thể mất mát thêm nữa. Son mất mát gì đấy? Ý chú, người ta vẫn không nhìn ra Son nè. Có nhìn kỹ không? Người ta vẫn không nhận ra Son nè. Tại có vết máu. Kỹ không vậy? Tại có vết máu đó. Người ta không nhận ra mình phải làm tiếp. Rồi cái mặt cái đó là người ta chưa mình quá bình thường, đúng rồi. Đúng rồi. Mình phải thay đổi kiểu tóc, đúng không? Đâu phải lúc nào xìm cũng thua đâu mà đó. Đúng rồi, nãy thắng chú 7 đang quen. Cơ hội. Cơ hội để làm lại. Không, cơ hội của con cần sắp vặt đi nốt những cái sợi lông trên mặt đó. Cơ hội trở lại chú. Không. Nào. Còn tóc, bộ gâu tóc để cho người ta nhìn còn biết họ là ai đi chứ. Tóc đổi bộ râu. Tháo luôn bộ râu ra rồi người ta sao biết được. Tóc đổi bộ râu. Vô. Không đó, vô con kỹ. Chơi mà ngung. Tóc đổi bộ râu. Tóc đổi bộ râu. Bây giờ cho bạn chơi, cho bạn không. Bây giờ mình không quyết định được, mình cho bước mặt không phải quyết định đi. Này. Đó. Thử là như nào? Là có chốt hay không? Thì Lý muốn chơi tóc đổi bộ râu là chơi luôn. Tóc đổ vợ dâu gì, bó ba như cũ gì. Ok. Hai chân ăn. Hai chân ăn, hóa không tính. Ừ. Rồi. Tự tin khẳng định luôn. Căng thẳng quá mà ha. Hòa. Để gọi chị Thi về trước nhở. Con nên nghĩ lại. Từ từ. Trước sau gì cũng một người mất một tóc. Lại. Vô. Một. Con gỡ được sao nó. Một. Con gỡ được. Khẩn vái đi, khẩn vái đi. Hả? Nãy giờ chị cười mệt luôn á. Chị đau bụng quá. Đấy rồi, cơ hội đấy rồi. 5.000. Không, không có đâu. Giờ em chọn đi cho 7 tháng hay sao thắng. Rồi, hòa. Rồi, chị cá cho nha, 5.000, ok không? Ok, 5.000. Ok. Căng thẳng quá. Căng thẳng, khúc này căng thẳng đó.
Hòa hòa. Ôi đúng một gian. Đúng cuối luôn nè. Không là ai hai thắng. Giờ một trong hai thắng là ăn. Trời ơi. Trời ơi hả? Căng thẳng quá em, từ từ hít thở cái. Uống nước cái. Cái bà thắng là chú bảy. Game là dễ, game là dễ. Chị Thi ơi, em ăn kiều nè. Cắt tóc còn ai cho mình phố mà. Thêm kiều cặp. Cậu đâu biết cậu đâu. Chú bảy. Chú bảy. Ôi, không lưu đi. Đợi xíu, chủ cái này là mà chủ quần thì... Năm nghiện. Ok. Cây vãi à. Ăn trước rồi mà thuốc ngược à. Gọi dùng cái thợ tỉa lông rồi. Rồi. Gọi thẳng là bà chủ thợ rồi. Làm nó cái kèo tháo cái bao cái đầu ra xuống. Thôi không, để bác quy đấu, tháo ra gì đâu. Mình làm nó cái kèo mà cái bao, cái đầu của ngõ là nó chọc rồi nè. Bây giờ mất luôn mũ gâu hả? Trời ơi, nếp nhăn cái gì? Come back is real. Thôi không sao, cạo là được rồi, cạo gâu thôi. Chứ họ nhuộm nữa rồi, tiếng ghê lắm. Ôi, cạo hợp lý hơn. Sao cho bảy coi con người cho bảy còn gì để đỡ không? Đáng lẽ là phải thắng rồi, đáng lẽ là phải thắng rồi chứ. Kiếm gì gỡ đi. Coi trên người có gì gỡ. Không còn gì gỡ hết đó, không còn gì để cạo luôn á. Còn cặp bây chân giờ... mày thôi. Cặp chân mày luôn, cạo chân mày luôn đi. Đâu không cạo, cạo chân mày. Nghĩ đi. Thôi làm gì còn cái gì nữa đâu. Hôm nay nhiều đó là được rồi. Cạo chứ mày thấy cái đầu qua son. Không, cái chân mày đó, cái đầu nó hơi ít lông đổi đó. Đổi lại hơi ít lông đó. Ủa rồi, A Thi có về kịp không? Về, A Thi về. Chị Thi về, chính tay chị Thi cạo chứ mày. Sao sung quá vậy? Mình còn đôi dép. Không, cái quần. Đổi cái quần mà. Lấy cái đầu. Thôi cái quần mặc không mặc quần một tuần rồi làm sao dám vô thành phố. Từ đứa kèo này nghe hợp lý. Quần lấy cái đầu. Ngó lại rồi đi ra kiểu. Còn đôi dép mấy chú, đôi dép không? Không, đôi dép bình thường. Con đang tính nói là không được khỏa thân nơi công cộng ấy, nhưng mà này mới là bán khỏa thân thôi, không sao đâu. Đổi quần lấy cái đầu. Không hả? Không được á. Được rồi đó, rất vô cùng được đó. Rồi thời cũng tới rồi, ăn trước mà vẫn thua lại nữa rồi, chịu. Đâu ai hả, giảm cứ một chỗ ba lần cho bảy. Đúng. Nếu mà dẫm 3 lần thì sẽ thành chú bảy. Thôi, được rồi, như đây thôi. Quần lấy cái đầu. Tóc với gâu đã đi xa rồi. Kìa Son muốn đổi cái gì đây, cái tóc của Son, tao nói đi. Có mỗi cái quần là hợp lý nhất thôi, trên người còn mỗi cái quần để lột chứ còn cái gì nữa đâu. Quần lấy đầu.
quần lấy đầu. Còn lại Lý Son, cái bộ tóc của Lý bây giờ cạo ra thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà không có bình thường là nó kỳ không... lắm. Với cái trang điểm này mà cạo đầu nó không có bình thường như vậy ạ. Nó bình thường, nó bình thường lắm, tưởng tượng ra được rồi. Nó không có bình thường, vậy thì bây giờ mình hãy cho nó qua chị thi thử đi. Nếu mà cho nó cạo đầu mà nó bình thường thì hả thôi, còn nếu mà nó bất bình thường thì chơi ok không? Rồi, tới đây thôi, không còn tóc tai, không còn râu nữa là được rồi. Cho ngõ có cái quần đi chơi với bạn bè chứ. Ở chuồng còn gì nữa mà đi đâu. Ở chuồng áo đâu, ra vẫn còn cái quần mà. Áo lấy cái đầu. Áo lấy cái đầu cái này, lý cơ đắp giáo áo thôi. Áo không được. Cái quần hợp lý hơn. Thế quần, cái quần mới chấp nhận trên cuộc trao đổi này nhá. Thôi đi cạo râu đây. Đi thôi. Cảm ơn em nha, bye bye. Cảm ơn nhớ rồi. Cảm ơn. Qua lại làm tốn hết 5.000 của con bé rồi. Má nhỏ đây mấy đứa này đang làm mà gọi về ác dữ thật. Dã man thiệt. lệch lộ trình cho nữa. Cho là 4 nữa, 7 rồi. Kèo này. Rồi mình cứ thi hành cái này trước đã. Mình cứ thi hành án này rồi à. Cảm giác là gâu của ngồi dướng díu quá. Bây giờ ngồi muốn cạo cái gâu của ngồi đi luôn được không? Chú Bảy cho con coi cái đầu chú Bảy được không? Cái này là chú Bảy muốn hay là chú Bảy muốn? Coi cái đầu của họ. Trời ơi chú Bảy ghê quá à. Nó cười ác gì hết. Mời chú Bảy vô à. Mời chú Bảy mở ai cửa. Là người tiếp theo trời à? Ơi trời lạnh chú trời Bảy. Lạnh thôi. Chú Bảy với ai mất cái đầu vậy? Chú Bảy mất râu à, Son không mất gì hết. Trời ơi. Ê, Son như nó cố tình tự tử đây, cái mặt nó đỡ ghê kìa. từ ngày đổi cái bộ phấn trang điểm là thấy phất, nó phất hẳn đó. Phất ra luôn à. À thì cạo luôn cái bộ râu cho mọi người để dữ quá. Từ đã chứ. Giờ đang bảo trước khi cạo râu phải bỏ cái bao ra đã. Trước khi cạo râu phải bỏ cái bao ra đã chứ. Nhìn chú bảy bỏ cái đao quy bầu ra đi chú Bảy. Thì cạo xong rồi bỏ cũng được mà. Chú Bảy phải bỏ ra mẹ con mới cạo được chứ. Rồi. Con nhìn giống như là chú. Quá yêu nhìn là lấy đừng có cười đúng không? Cũng mệt quá. Rồi chứ nhưng mà ai thi phải nhớ. Phải nhớ được cái gâu này nha, mai mốt hết rồi còn cái lại. Không sao, mình có lưu ảnh rồi mà. Chú còn lo đến chuyện này nữa mà. Rồi, khởi động nha. Ôi, thẳng thắn quá. Ôi, ôi, chú ơi, nhìn chú trẻ, nhìn như thật quắc vào ấy chú. Đâu. Thì đang chú chờ chứ đâu có ngồi ôi ai trời đất ơi. Để chú để râu nhưng tiếng tông đơ xé nát lòng người. Trời ơi. Chú đừng có rung nha, ổn mà không sao đâu. Sao chú Bảy quyết định xuống tóc. Chú Bảy để em mình đầu chọc hơi nhiều. Nó bị chết rồi, tắt đi cái tông đơ của người ta. Rồi. Sao giống Đường Tăng quá vậy? Chú Bảy bị cosplay vậy, bị thằng nào cosplay chú Bảy ơi. Quá như là Đường Tăng tại vậy đó. Vô cùng hoàn hảo, nó vô cùng hoàn hảo đó. Chào ký chủ. Trai mình à, có làm vô cùng hoàn hảo. À, okay. Vô cùng hoàn hảo. Có nghĩa là chú Bảy đi mua khẩu trang luôn cho nhanh. Vô cùng hoàn hảo. Chén cơm được không nè? Nó vô cùng hoàn hảo. Thầy ông nội, thầy ông nội đây rồi. Ao lây rồi. Nó vô cùng hoàn hảo. Không chơi nữa. Kêu lông mày không chú Bảy? Thôi cùng cái lông mày hả? Bây giờ iPhone. Bây giờ chưa tới hả? Từ nhưng bây giờ mình lại muốn thêm cái kèo tháo cái bao bâu quy đài rồi đó. Bây giờ chọn là tóc iPhone của mày. Bao và lông mày. iPhone nghĩ sao? Thôi. Vậy là được rồi. Mình phải ngã ra trước nhưng mà bây giờ mình ngồi vậy là nó sao rồi đó. Anh thấy mình có giống ai đâu. Trời ơi.
chơi cạo đầu mà chú Bảy cho mình cái bao lên. Em viết hóa đơn cho mình nhé. À đâu, cạo đầu thì cạo đầu chứ. Nhưng mà chị ngồi xa. Hồi nãy là vẫn cho Quyền đổi bao mà. Cho đội bao. Nhưng bây giờ thì con lạnh lạnh lại. Bây giờ là lấy cái bao ra, lấy cái đầu. Nhảy lên là được nè. Lấy cái bao ra nè. Kèo cái bao một cái đầu. Thôi được rồi, nhiều lại. Chú Bảy ơi, bây giờ bây giờ mình còn gì để mất nữa đâu chú Bảy. Dạ đúng rồi. Chú Bảy còn có mỗi cái. Bây giờ con nói thiệt với chú Bảy, chú Bảy không còn gì để mất nữa rồi. Thì không còn gì để mất thì bây giờ ai xong là chịu cái bao. Cố giữ giữ chút cũng được mà. Không, con mà chú Bảy là con chơi tới cùng, con kéo được ai theo con là con kéo liền. Kéo được ai theo hả? Kéo được ai theo là kéo liền. Kéo gì? Ra chơi với Ason kéo gì? Không. Bánh đồ xì hay sao? Đúng rồi, bánh đồ xì. Còn đây ông ba, cái thứ mà trong đầu đầu là cái thứ mà cái thứ trên đầu đó. Em vẫn thấy mắt cấp của Ason không? Trời ơi, thôi thôi. Trời má quá đâu. Có cái bao á mà, chứ bạn nghĩ đi cái bao lấy cái đầu nó rất là lười. Cái bao lấy cái đầu hả? Rất là lười luôn. Bây giờ nếu mà bảy thắng thôi chứ bảy không cần gỡ bao mà. Ai sao cũng mất cái đầu. Lá liễu rồi hả? Ai sao cũng mất cái đầu, ai sao không mình, được bao. Mình chỉ có mất, mình chỉ có mất thêm cái lông mày nữa thôi. Đúng rồi. Không. Chỉ mất không, cái đầu bao. Còn nói thì chú bảy là mất tóc, mất râu, mất lông mày luôn không sao đâu. Mất hết. Chơi đi. Chơi đi. Mà còn có niềm tin là chú bảy sẽ thắng á. Đúng rồi, chú bảy thắng mà. Trời ơi, tụi bay tưởng tượng đi, Ason mà chọc đầu thì vui cỡ nào. Ai cũng nói hết. Vô. Nó luôn. Nó luôn chứ bảy, nó luôn. Khoan. Vô đây chó sang trọng, vô đây chó sang trọng. Ai đặt kèo không, đặt kèo không? Kèo chú bảy nè, kèo chú bảy với lại Ason 5.000 nè. Nãy mới thắng 5.000 của Lyra rồi, mình chơi luôn. Ừ. Anh theo chú bảy. Hả? Vô. Đếp kìa chú bảy. Ờ sao hỏi ở đây có dịch vụ gọi là nhuộm tóc gáy không ạ? Ở đây có cắt bao quy đầu anh ơi. Ở đây có cắt bao quy đầu anh ơi. Có cắt bao quy đầu à, nó cắt không? Cái có thể mời đây. Vô. Vô kìa đặt. Cái gì vậy? Em biết đây là anh đặt ai? Anh đặt chú Bảy. Rồi em đã ăn con. Ê, có ba con nước không? Có ba con nước cho. Ủa ai đấy? Giờ là cái bao lấy cái tóc đúng không? Đây cái bao lấy cái tóc. Tóc với lại cái bao đúng không? Tóc bao với cả lông mày, tóc đổi bao với lông mày. Ê da. Đúng rồi. À, chơi vô. Cũng có lý. Vô. Vô. Vẫn như cũ gì? Như cũ. Hai thắng chứ. Rồi. Một ván thôi đúng không? Một đây rồi. Bên này đang có kèo xuống. Đây rồi, chú Bảy ơi. Một không. Chú Bảy ơi, con chú Bảy. Lấy cái đầu chú Bảy. Bây giờ em muốn chơi sushi không? Chơi gì ạ? Chơi sushi kèo, bánh tụt tì kèo. Bơ ba. Bánh tụt tì với em. Bơ ba, ai thua là cạo đầu. Sao cạo đầu? Cạo đầu em hả? Không, bây giờ chú Bảy cạo đầu hết rồi. Một không đúng không? Một không. Bây giờ một không tiếp nè. Mà à, trời ơi, cố lên chú Bảy. Cố lên. Ấy da, nó đánh người. Đấy rồi. Chú Bảy ơi, con yêu chú Bảy. Cao xanh ơi, thắng rồi. Con lấy được 5.000 rồi chú Bảy ơi. Ngon. Tiền vậy. Chú Bảy ơi, niềm tin nó có lỗi gì đâu. Niềm tin của con dành cho chú bao giờ cũng đúng chú Bảy à. Đúng. Mình ở trong đây. Hồi nãy xìm xầm ở đây cũng thắng nè. Mà đi ra ngoài xìm là thua liền. Phong thủy là nhà chú Bảy rồi. Em ai đây, ai cạo đầu đây? Rồi anh nhận nha. Em không biết chưa, chú Bảy cạo đầu. Chú Bảy ơi, con chuyển con chuyển chú Bảy 2.500 nè. Thôi chú Bảy chiến thắng nè. Đấy, chú Bảy giữ nha. Chiến tích của hôm nay đó. Ôi dồi. Mất tóc mất râu rồi. Lên bạn ơi. Lên liền đi. Hay quá. Trong một tối mà kiếm được 7.000, 8.000. Không phải đổi cái bao lên lại nữa. Chưa gì hết là cái bao nó còn có chút xíu à. 2.500 luôn á. Thế kia lại thua hả em? Đúng rồi, thua okay, rồi dạ. Không mà em lấy 5.000 lấy cái đầu của anh rồi. Để mình tắt gì nè. Sao cả ngày mình cần run sâu quá vậy? Là kìa khó vậy. Chết rồi em ơi, với cái bộ đầu, với cái make up này mà em còn cạo đầu nữa là nó tô lên make up của em nữa đó.
Tháo áo trong được không? Em về đây, em đặt ước mơ của em rồi. Ủa? 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 Tao nó chốt đi vậy ta. Cậu ba hôm nay thua 5 ngàn. Nãy kêu thua 5 ngàn nên kiếm được 10 ngàn. Ừ. Kiều nãy nó mới thua chị á. Sao nó đặt ai là thua người nó vậy ta? Không, tại vì em cho mọi người đặt trước. Lộn. Hồi nãy bên kia em ăn được. Nãy em ăn được. Nãy bên... không tháo được áo trong. Cậu đâu em ăn. Tháo một cái là đi hết toàn bộ mà. Rồi đấy. Thôi bây giờ hồi nãy cái tiếng tông đơ nó căng thẳng quá, mình tiếng này đi cho nó peaceful mind. Để cho mình chuẩn bị tinh thần trước á. Để mình chuẩn bị tinh thần trước khi mà chuyện nó xảy ra kinh hoàng. Để em nhắm mắt lại đã. Rồi nhắm mắt. Hồi nãy được như xe chú Bảy đó còn đỡ chứ bây giờ. Ôi có tháo tóc nữa hả? Chú Bảy ơi. Sao sao? Sao sao mà chú Bảy có chơi, chú Bảy cứ qua bên quán này chơi. Bên này chú phong thủy, chú Bảy kéo. Ờ bên đây phong thủy đó. Chà hết kéo rồi, coi còn kéo không ta. Quay quá, hợp lý. À, có kéo luôn, có cái kéo nè. Có kéo, chú Bảy có kéo hả? Có cái kéo luôn. Có cái gì cũng có. Đó. Em cũng có. Trời ơi, chơi là phải chuẩn bị chứ. Số của anh trai hôm nay là chỉ có cạo đầu thôi anh trai ơi. Chú Bảy đi đâu còn sao. Hay quá. Hên là có chuẩn bị á, không là nó kiếm nó chuồn rồi. Đừng kèo rồi, hên. Không còn cái gì nữa rồi. Ở cái gì nó buồn. Ui, tóc nó dày quá vậy. Tóc nó dày quá. Anh ơi, sao tiếng tông đơ này nó nghe như cào cỏ vậy. Cái tông đơ này nó rét mày ơi. Anh thông cảm, không cảm biết tông đơ này nó bị xét rồi, tụi em xài 20 năm rồi. Đổi chị cái tông đơ, à, đó. Tông đơ cũng cả. Mày đừng có quyết định thắng như vậy là được rồi đó. Mày đừng có đổi cái makeup của mày. Cái makeup là quyết định sai lầm. Quan trọng là chú Bảy phải luôn là vững tin là có người tên chú Bảy rồi, hiểu không? Đúng. Vậy là ngon rồi, À, giao. Thằng DJ nó đâu ấy nhỉ? Thằng DJ đâu rồi nhỉ? Đi chơi đâu rồi? Đi chơi trời ơi, phải chi mà cây kéo vàng trong thành phố vậy sớm mà được. I need you. 5.000 nha. Đúng vậy. Cần đó. Có kéo cái quần. Cái quần. Cần đó. Ok. Cái gì tính mua cái gì đó, mua cái bao hả? Ai cho? Trời chơi vậy. Hai nước. Không có được mua bao, không được mua bao. Hả? Hai cốc tèo đó. Nè, cái bẩy nó bao đi. Thì hồi nãy luật khác, giờ luật khác chứ. Ai chơi bao? Thì bây giờ cái bao đổi cái lòng mày. Bao đổi lòng mày. Không có bao gì vậy, không giờ không có bao nữa. Đẹp trai rồi, vậy được rồi á Son ơi. Hôm nay lột quá đủ rồi. Trời thề, nhìn lấy từ xa tướng rồi con gái không đó Son. Hôm nay xuống quá nhiều thứ. Nó không còn trên người, không còn cái gì có gọi là nam tính. Đói bụng quá chứ bây giờ ăn chứ bây ơi. Đi. Ngọ không biết ngọ đang đói hay không luôn á. Vậy ăn đi chứ các bạn, còn đói rồi. Nhìn mặt ngọ bây giờ trời ơi, nó trẻ. Đừng có cười nữa. Quá mệt quá. Ba rồi. Sướng lắm, đứng có một buổi à, tóc cười. Tự nhiên cái nhớ là Ao Huynh dễ sợ. Dạ, Ao Huynh vô làm kèo hay ai nhờ? À Đốc. À, để con đốc à Huỳnh với lại bút cơm. Ủa phương tiện này không phải của mình, quên. Ủa alo. Xe mượn mà chạy vô cất thiệt luôn á. Bác
còn thở quá mà. Mất tóc không sao, mất bộ râu khác thiệt đó.